câu vịt là không phải là cái mồi là con vịt này đâu nha. Mồi là con ốc đó. Tức là con vịt này nó chỉ bơi trên mặt nước á. Rồi con cá nó tưởng đâu là con vịt này ăn con của nó. Nó mới lại nó táp con vịt này, nhưng mà thực sự táp là trúng cái lưỡi chứ không có trúng con vịt. Dính rồi. Dính cá lóc rồi. Nè các bạn thấy không? Con vịt đó vẫn còn y thinh, không có bị hề hớn gì hết nè. Đó, nó vẫn khỏe mạnh.